Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên các tỉnh Bắc Bộ thời tiết duy trì trạng thái không mưa và mây chuyển nhiều trở lại trong đêm nay. Nhiệt độ thấp nhất về đêm tại đây dao động trong khoảng từ 13 đến 15 độ, vùng núi thấp hơn từ 9 đến 12 độ. Ban ngày, do nằm sâu trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh và độ ẩm trong không khí khô nên trưa chiều nhiều nơi trời chuyển nắng, kéo theo nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc tăng trở lại mức từ 20 đến 22 độ. Cũng do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió ở các tỉnh ven biển miền Trung, nên dọc suốt các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Quảng Ngãi, mưa có xu hướng tăng về diện, cục bộ một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ trời phổ biến là ít mưa và ban ngày có nắng, nên nhiệt độ trưa chiều nay tại đây ít biến đổi, phổ biến từ 27 đến 31 độ. Gió Đông Bắc khô bao trùm lên toàn bộ các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nên tại đây duy trì trạng thái thời tiết đặc trưng của mùa khô với nắng ráo trên các khu vực này và cường độ nắng cũng tăng mạnh về trưa và chiều. Trên biển, khu vực quần đảo Hoàng Sa trời nhiều mây, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét gây biển động. Còn khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, gây biển động.